Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Di động Nhật Nam nhé. Ở clip này thì mình sẽ review và báo giá một số máy Samsung Oppo tầm trung đây này. Các bạn theo dõi kỹ clip. Nếu ưng ý cái máy nào thì alo cho Nhật Nam để mà đặt cọc mua hàng các bạn nhé. Thì bên mình có hai hình thức mua bán, một là trực tiếp tại shop, hai là bán online trên toàn quốc. Và cái shop của mình nó có địa chỉ ở Tân Phú, Đồng Nai, sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Ở quốc lộ 20 hướng từ Dầu Dây đi Đà Lạt, khoảng cây số 130 các bạn nhé. Khoảng cây số 130, đó là cái khu vực Ngọc Lâm, Tân Phú, Đồng Nai. Thì bạn nào ở gần đến mua ủng hộ trực tiếp cho mình. Còn những bạn ở xa nếu muốn mua thì các bạn chỉ cần coi clip, chọn máy cần mua, sau đó điện cho mình và đặt cọc, rồi cho mình địa chỉ để mình gửi hàng đến tận nơi cho các bạn, với cái hình thức là ship code đồng kiểm các bạn nhé. Và cái số tiền đặt cọc sẽ đặt cọc trước từ 1 đến 500 ngàn tùy theo cái giá trị sản phẩm cụ thể như sau. Ví dụ các bạn mua một cái món hàng, một cái máy và phụ kiện hay cái gì đó mình không biết, nhưng số tiền mà nó đạt tới dưới 5 triệu thì các bạn chỉ cần cọc 100 thôi. Nhưng mua trên 5 triệu thì phải cọc 200, và mua trên 10 triệu thì phải cọc 300, và trên 15 triệu là phải cọc 500. Mình sẽ không chốt đơn cho khách hàng nếu như khách hàng không đồng ý đặt cọc các bạn nhé. Và hàng đến thì các bạn được kiểm tra hàng, được test máy, rồi mới phải thanh toán nốt cái số tiền còn lại. Nốt số tiền còn lại là cái tiền máy trừ đi cái tiền cọc, và cộng với cái tiền phí ship thì sẽ ra cái số tiền còn lại các bạn nhé. Bên mình là không bao ship. Thì phí ship cái hàng này là nó có bảo hiểm nên có thể phí nó cũng hơi cao một tí. Rất mong các bạn thông cảm và cân nhắc trước khi mua. Thì về vấn đề bảo hành thì bên mình bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 6 tháng. Và cam kết là chỉ bán máy zin chuẩn, không sửa chữa ở main. Đấy, để tránh mà các bạn mua phải những cái máy sửa chữa, câu dây đồng các thứ rồi xài sau này nó không được ngon. Thì bên mình cam kết là không bao giờ bán những cái máy mà bị sửa chữa ở trên main, hoặc là bị thay thế cái màn hình linh kiện vào máy các bạn nhé. Cam kết hàng mình là bán zin nguyên bản và bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 6 tháng nếu có lỗi của nhà sản xuất nha các bạn. Bạn cứ theo dõi kỹ, theo dõi nhiều clip, cảm thấy ok, tin tưởng shop Di động Nhật Nam thì mới cần điện đến mua hàng. Còn ngoài ra nếu chưa mua hay như thế nào đó thì có thể ủng hộ mình bằng cách là xem này, đăng ký kênh này, like video này, chia sẻ video đến nhiều người hơn này. Đấy, chứ không cần phải mua hàng. Đấy, cứ xem vui thoải mái, khi nào cảm thấy ok, tin tưởng và cần mua cái máy để sử dụng đúng với nhu cầu của bạn thì các bạn hãy đặt mua các bạn nhé. Rồi đầu tiên thì có một con máy hạt rẻ, giá nó là 1,7 triệu, đó là con Oppo F5 màu gold, máy khá là keng. Có một cái, còn một cái các bạn nhé. Bữa có một cặp bán một cái rồi, giờ còn một cái. Con này thì cấu hình cũng tạm ổn và giá thì rẻ, và là chính hãng, dùng được 2 sim. Oppo F7 màu gold, máy khá là đẹp và giá bán chỉ có 1,7 triệu, là giá máy trần các bạn nhé. Mình báo giá sẽ là báo giá máy trần thôi, không có bất cứ một cái sạc chiếc gì hết. Để tạo điều kiện nếu như các bạn có thể tận dụng những cái bộ sạc cũ ở nhà các bạn đang có. Và nếu như bạn nào không có thì vẫn có thể mua khi mua máy, bởi vì bên mình cũng có bán sạc. Nhưng mà mình sẽ, khi mà review báo giá này thì mình sẽ tách rời sản phẩm ra để cho nó đúng với cái giá trị của cái máy thôi nhé các bạn. Đó, 1,7 triệu. Còn Oppo F5 nha các bạn. Oppo F5 màu gold, chính hãng, 2 sim, giá 1,7 triệu. RAM 3, bộ nhớ là 32GB, RAM 3 hay RAM 4 gì đó mình không nhớ, có thể con này RAM 4, bộ nhớ 32 thì phải. Đấy. Thì giá của nó chỉ có 1,7 triệu thôi, RAM 3, RAM 4 gì đó đều xài cũng ổn hết các bạn ơi. Dòng giá rẻ mà. Rồi tiếp theo thì có một con A5S nha các bạn, Oppo A5S, cũng chính hãng, 2 sim. Con này thì giá của nó là 2,3 triệu. Máy màu xanh, zin nguyên và khá là mới, có nghĩa là máy cũ nhưng mà mình dùng cái từ khá là mới là có nghĩa là vỏ vế các thứ nó zin và nó mới như máy mới, thì mình gọi là khá mới các bạn nhé. Đó. Còn dĩ nhiên hàng dùng rồi thì vẫn có chảy xước lông mèo nhẹ, điều đó là không thể tránh khỏi nha các bạn. Máy đẹp keng xà beng đây, rất là chuẩn chỉ luôn, màu xanh, hai camera, có vân tay, pin khá là trâu nhá, pin hơn 4.000, dòng này pin hơn 4.000 thì khá trâu rồi. Và giá bán của nó là 2,3 triệu máy trần, đảm bảo zin và là hàng chính hãng nha các bạn. Bảo hành tới 6 tháng cho các bạn, nếu có lỗi thì được đổi. Lỗi do nhà sản xuất nha, lỗi kỹ thuật nha, chứ còn lỗi mà
rơi rớt vào nước thì sẽ không được bảo hành nhé các bạn. Rồi tiếp theo thì ở đây mình có là Oppo Reno 4 này các bạn. Oppo Reno 4 này thì con này thì khá là khủng nha, cấu hình khủng. Nó được trang bị chip Snapdragon của Mỹ 720G 8 nhân, con chip chuyên đồ họa và xử lý những cái ứng dụng nặng hoặc là chơi game rất là chuẩn. Và con này thì hai cam trước nên chắc chắn rồi, selfie khá là chất lượng nhá. Máy màu đen zin chính hãng, dùng được 2 SIM. Oppo Reno 4 RAM 8, bộ nhớ 128GB, 4 camera sau, 2 camera trước, màn hình AMOLED rất là mượt, rất là rõ. Và giá bán của nó là 4.400.000 nha các bạn, 4.400.000. Vừa rồi là màu đen và tiếp theo đây là màu xanh. Màu xanh cũng thế, mình cũng bán 4.400.000 các bạn nhé, giá máy trần. Hoàn toàn là zin đẹp chuẩn, leng keng như xà beng luôn. Con này màu xanh, tươi xanh như nồi canh, khá là chất nhá. Hàng chính hãng, dùng được 2 SIM, cam kết zin nguyên bản và bảo hành cho các bạn tới 6 tháng. Giá máy trần là 4.400.000. Oppo Reno 4 chính hãng nha các bạn. Rồi tiếp theo thì có một con Samsung giá rẻ, giá 1.550.000 năm chục, đó là con Z4 Core màu gold. Chính hãng, dùng được 2 SIM, màn hình to, nói chung giải trí thì cũng ok rồi, xem phim nghe nhạc hay các kiểu, quay phim chụp ảnh có đầy đủ hết, tất cả mọi chức năng ngon lành và máy chuẩn là hàng chính hãng Samsung. Dùng được 2 SIM, giá là máy trần 1.550.000 nha các bạn. Bảo hành tới 6 tháng luôn. Tất cả sản phẩm mình bán đều bảo hành 6 tháng các bạn nhé, không phân biệt là hàng rẻ tiền hay hàng đắt tiền. Ví dụ mua máy 1.000.000 cũng bảo hành 6 tháng, mà mua máy mấy chục triệu cũng bảo hành 6 tháng. Đó. Rồi tiếp theo là một con Samsung chính hãng nữa, đó là con Z4 cộng hay còn gọi là Z4 Plus. Máy màu đen thì có ngoại hình cũng khá là đẹp, zin nguyên bản nhà sản xuất và chính hãng 2 SIM. Màn hình to, pin trâu, máy khỏe, nói chung là rất là chuẩn, hàng chính hãng và giá bán là 1.800.000. Đấy, đẹp keng các bạn nhé, màu đen, đen keng như xà beng luôn. Z4 cộng hay còn gọi là Z4 Plus chính hãng. Rồi tiếp theo là con A50s, hàng đẹp keng, 3.400.000, như mới luôn. Con này giống như kiểu tồn kho thôi nên mới cứng này, các bạn thấy này. Đấy, bạn thấy chân sạc chân tai nghe mới không, và vỏ vế của nó thì có thể nói là không khác gì máy mới các bạn nhé. Đấy, con này thì đúng với cái nghĩa là leng keng như xà beng đây. 3 camera sau, lưng sau có kẻ sọc caro các kiểu, đẹp sang chảnh, ok, và giá cũng bình dân, 3.400.000. Samsung Galaxy A50s chính hãng các bạn nhé, đúng là hàng tồn kho thanh lý, bởi vì mình thấy cái miếng dán của hãng mà nó còn chưa chảy này, các bạn biết rồi, cái miếng dán mình ban đầu của máy thì các bạn thấy xài nó rất hay chảy đúng không? Nhưng con này nó còn mướt như thế này, không khác gì máy mới. Xứng đáng với mức giá 3.400.000. A50s chính hãng, màu trắng, có đúng một cái nó keng như thế này thôi. Rất là mới đây các bạn. Mới tinh tình tình luôn. Giá 3.400.000 máy trần các bạn nhé, bảo hành 6 tháng. Còn tiếp theo là một con hàng cũng zin nguyên nhưng hàng dùng và người ta dùng ốp mà người ta không có vệ sinh lâu ngày nên nó bị lăm nhăm ở lưng, không sao cả, vẫn dùng tốt ngon lành, mình đã kiểm tra rất là kỹ, chỉ bị nhăm lưng tí và giảm giá xuống 400, bán 3.000.000 thôi. Đấy, màu xanh, tươi xanh như nồi canh luôn. A50s chính hãng nhé, 2 SIM, 3 camera sau, RAM 4, bộ nhớ 64, pin 4000, màn hình giọt nước là 6 in 4, rất là chất. Tiếp theo lại thêm một con màu xanh nữa. Có vẻ cái khu vực này thịnh màu xanh. Đây là con S10 cộng hay còn gọi S10 Plus màu xanh. Con máy khá là mới, hàng như kiểu hàng tồn kho thanh lý ra hay sao mà mới keng à các bạn. S10 Plus, bởi vì tại sao mình nhấn mạnh là mới keng là vì thấy nó sản xuất cũng đã lâu rồi, thì chắc chắn là chỉ có tồn thì nó mới còn mới được như thế này thôi. Nguyên zin các bạn nhé, nguyên zin mới keng. RAM 8, bộ nhớ 128GB, màn hình cong, 2 camera trước, 3 camera sau. S10 cộng hay còn gọi S10 Plus chính hãng, dùng được 2 SIM. Máy rất mới, màu xanh, tươi xanh như nồi canh, và có giá bán là 6.700.000 máy trần các bạn nhé.
6.700.000 máy trần. Tiếp theo là con S10 nhỏ, cũng lại màu xanh, tươi xanh như nồi canh luôn, và cũng là kiểu tồn kho thanh lý ra sao nên như mới, khá là mới. Con này màu xanh, màn hình nhỏ hơn, cũng RAM 8, bộ nhớ 128GB, form máy gần như là S10 Plus kia, nhưng mà nhỏ hơn một xíu nhá. So sánh này, đấy, có đây so sánh luôn, bạn thấy nó nhỏ hơn này, đó. Thì nó gọi là S10 nhỏ hay còn gọi là S10 thường. Cũng là bản chính hãng, dùng được 2 SIM, cũng RAM 8, bộ nhớ 128GB. Nhỏ nhắn, gọn gàng, màu xanh, máy keng. Giá của con này là 5.500.000 các bạn nhé, 5.500.000. Bên cạnh đó thì mình có một con màu đen, cũng zin, nhưng con này viền nó bị vài chấm nhẹ nhẹ, nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn là zin chuẩn, ngon lành, và bán 5.400.000. Đấy, màu đen. Nếu bạn nào thích màu đen thì mua con màu đen 5.400.000 các bạn nhé. Rồi tiếp theo thì lại đảo qua một con Oppo đi, cho nó thích. Nó là con Oppo F11 Pro, camera thò thụt, máy khá là keng. Sản phẩm chính hãng, dùng được 2 SIM, màn hình tràn viền, khá là chất. Để mình xem cấu hình luôn coi. Con này RAM 6GB và bộ nhớ là 128GB. Và giá bán là 3.600.000, có đúng một cái màu màu tím, tím đen đen các bạn nhé. Đấy. Có nhiều bạn lật còn trêu đây màu tam thể, mà thấy đúng ba màu thật, màu tam thể. Chính hãng, camera thỏa thuộc có vân tay, camera sau khá là nét, chuẩn chỉ. Con này khá là chất, Oppo chính hãng, F11 Pro các bạn nhé, 3.600.000. Rồi tiếp theo thì mình có một con Samsung Galaxy A22. A22 RAM 6, bộ nhớ 128GB, còn bảo hành đến tháng 9. Máy màu đen, rất là keng. Chính hãng, dùng được 2 SIM, A22 mới sản xuất gần đây, mới ra sau này nên còn khá là chất. Và máy thì rất là ok các bạn nhé, chính hãng 2 SIM màu đen, ngoại hình đẹp keng, 4 camera sau, pin trâu, cấu hình khỏe, mà giá cũng cực kỳ là ok, 4.200.000 thôi các bạn nhé, 4.200.000. Và tiếp theo nữa là một con pin cực kỳ trâu, đó là pin 5000, con A12 màu trắng, pin 5000, RAM 4, bộ nhớ 128GB, màn hình to. Màn hình to, bộ nhớ nhiều, pin trâu, chuẩn chỉ chính hãng, dùng được 2 SIM, mà giá thì cực kỳ hấp dẫn, chỉ có 3.000.000 thôi. Máy màu trắng các bạn nhé, máy màu trắng. Bên cạnh đó thì mình cũng có cả máy màu đen, nhưng rất tiếc mình không để gần đây nên mình không review. Ai mà cần màu đen, máy keng có luôn. Rồi tiếp theo có một con Vivo Y53S, hàng mới, không có hộp nhưng mà tồn thanh lý. Đây các bạn này, thấy cái độ mới của nó này, nói chung là mới keng xà beng. Màu tím kiểu đa sắc. Đa sắc có nghĩa là nó có phản chiếu với ánh sáng, là nó ra màu khác đấy các bạn, nên mình gọi thế. Viền này xanh xanh nên là xanh tím kết hợp. Y53S này RAM 8, bộ nhớ 128GB, chính hãng 2 SIM. Chính hãng của Vivo thì xài rất là bền các bạn nhé. Hơn thế nữa, đây là máy mới chứ không phải máy cũ, nên các bạn mua là xài rất là ngon. Giá thì hôm nay mình bán thanh lý chỉ có 4.200.000 thôi, rẻ hơn máy mới đập hộp cũng khá nhiều, để tiết kiệm các bạn nhé. 4.200.000 Y53S. Tiếp theo là có con hàng Xiaomi nồi đồng gối đá. Mình còn một con mình cũng bán giá rẻ 3.700.000, đó là con Poco X3 NFC với pin hơn 5000, màn hình 6 in 6, RAM 6 và bộ nhớ là 128GB, camera cực khủng cũng như là chip rất khủng. Hãng Xiaomi thì khỏi phải bàn, nồi đồng cối đá chuẩn chỉ châu chất, giá 3.700.000 thôi các bạn nhé, 3.700.000. Xiaomi Poco X3 NFC, máy khá là keng, máy ngoại hình keng, phiên bản 128GB. Rồi tiếp theo là một con cũng có thể nói là đỉnh của chóp của dòng Samsung đây, camera 108MP và máy khá mới các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy này, ngoại hình khá mới keng. Đó là con S20 Ultra, con này RAM 12GB, bộ nhớ 128GB, camera 108MP. Phiên bản chính hãng, dùng được 2 SIM nha các bạn, bản chính hãng chuẩn chỉ luôn, máy khá đẹp. Và giá bán của con S20 Ultra này là 10.500.000.
tất cả sản phẩm mình báo giá là máy trần các bạn nhé, để cho các bạn có thể tận dụng những bộ sạc cũ, ai chưa có thì chúng ta sẽ mua. Rồi tiếp theo là S20 Plus, cũng là màu xám lông chuột và cũng là phiên bản chính hãng, dùng được 2 sim ngon lành, con này RAM 8, bộ nhớ 128, camera cũng khá là chất, quay phim chụp ảnh rất là nét các bạn nhé. Chính hãng và giá bán của nó là 8.700.000 các bạn nhé, 8.700.000, chung giá ok, dễ mua. Rồi tiếp theo đây là có con A32, cũng khá mới, màu tím, còn nguyên cả ốp dẻo chính hãng, cũng còn mới. Đây, máy mới keng à. Đấy, mới lắm. RAM 6, bộ nhớ 128 các bạn nhé. Ngoại hình khá là đẹp, máy thì rất là mới, chính hãng Samsung, và giá bán của nó là 4.500.000, màu tím nha các bạn, 4.500.000, A32 nha các bạn. Tiếp theo thì còn duy nhất một con A52s bản 5G màu đen, hàng kích bảo hành, còn bảo hành tháng 10/2022, máy khá mới, máy mới nhưng mà kiểu không có hộp thôi các bạn nhé, thanh lý ra mỗi cái máy thôi, đảm bảo luôn mới keng, còn bảo hành chính hãng, chỉ kích bảo hành để lấy doanh số, xong sau đó là không bán được hay là thanh lý ra đây. A52s 5G còn bảo hành tháng 10/2022, chuẩn chỉ zin nguyên bản nhà sản xuất, giá 6.500.000 các bạn nhé, tiết kiệm hơn đập hộp nha, mà vẫn sở hữu máy mới. Rồi tiếp theo là M51 pin châu, hôm nay giảm giá 200 là còn 5.700.000 đây, máy keng như máy mới và pin này 7.000 cơ. Đấy, ai mà muốn pin châu thì đây, con này không phải châu nữa mà gọi là cực kỳ châu, máy thì có ngoại hình như mới, leng keng xà beng, mới cứng luôn chứ không phải như mới. Đấy, RAM 8, bộ nhớ 128, ghi màn hình 6.7 và cũng được trang bị chip của Mỹ Snapdragon nhé, con này rất đáng mua, giá 5.700.000 máy trần nhé bạn. Và tiếp theo đây là Samsung Galaxy A51 nha các bạn. A51 này thì là sản phẩm cũng khá là chuẩn và bán rất là chạy. RAM của nó là 6GB, bộ nhớ là 128GB, màn hình là 4.5 inch. Máy zin nguyên bản nhà sản xuất và chính hãng. Giá bán là 4.300.000, 4.300.000 các bạn nhé, máy trần. Rồi tiếp theo thì mình có một con A30s, là hàng tồn kho thanh lý, cái hộp thì nó cũng nhàu nhĩ, nó hơi xấu rồi, nhưng mà máy thì bên trong là hoàn toàn là mới, máy phụ kiện từ cả ốp lưng dẻo mình cũng thấy là mới, và phụ kiện này cũng mới, không ai dùng, và máy cũng mới, mới tinh tình tình màu xanh. Con này RAM 4, bộ nhớ 64GB, pin 4000, màn hình giọt nước 6 inch 4, Super AMOLED các bạn nhé. Và giá bán của con A30s chính hãng nguyên mới thanh lý này, hộp hơi xấu này, là 3.500.000, 3.500.000. Và có một con M12 pin châu, pin 6.000, RAM 3, bộ nhớ là 32, phiên bản bộ nhớ 32 thôi các bạn nhé, nhưng mà cũng đủ dùng rồi, ngon lành rồi. Và máy có thể nói là cũng là hàng kích hoạt bảo hành thôi, nhưng là máy mới nguyên hộp đây. Đấy, mới keng màu xanh, và giá của nó chỉ là 2.800.000 thôi các bạn, 2.800.000. Con này bản 32 nhé, còn cái bản 64 nữa. Rồi tiếp theo thì có con S21 cộng 5G là máy mới đây, mình cũng review lại và để thanh lý cho các bạn, với giá 12.500.000 thôi, máy mới luôn, đập hộp, chưa ai dùng nhưng mà mình tồn kho ở đây, nên là bây giờ mình thanh lý thu hồi vốn các bạn nhé, thanh lý lỗ thu hồi vốn. Chứ bác nào bảo con này 12.500.000 mà tầm ôm đến tầm này mà còn lãi thì thua rồi, hoặc là hòe vốn cũng thua, nhưng lỗ hơi sâu luôn. Rồi, mới cứng chưa ai dùng luôn. Màu gôn lưng tím ha, viền gôn lưng tím. Cách phối màu mình cũng thấy khá là độc lạ và hay. Hơn thế nữa là máy mới, và con này pin tới 4.500.000 thì rất là chất nhá. S21 5G, hay còn gọi là S21 Plus, mới keng xà beng cả hộp đây, nguyên con lê đây. Đấy. Và giá bán của nó là 12.500.000 nha các bạn, 12.500.000. Rồi thì vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn rất là nhiều sản phẩm Samsung và Oppo chính hãng, máy zin chất và đẹp, bảo hành cho các bạn 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng. Bạn nào kết cái sản phẩm nào thì hãy alo cho mình qua cái số điện thoại 0979 78 2366,
hoặc là số 0367 709 123 để mà đặt cọc mua hàng các bạn nhé. Thì nếu ở xa thì ship có thể là từ 3 đến 5 ngày hàng tới. Hàng tới thì các bạn được kiểm hàng rồi mới thanh toán nốt số tiền còn lại nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến ủng hộ. Ai chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và like chia sẻ video đến nhiều người hơn. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.